Thưa quý vị và các bạn, với nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau phù hợp với phát triển các loại nông sản đặc trưng, Hà Giang có nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trở thành điểm tựa vững chắc để phát triển du lịch. Hợp tác xã chế biến chè Hòa An tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang được thành lập năm 2008. Để sản xuất chè theo chuỗi giá trị lợi ích và đón nhận các chương trình sản xuất thực hành hữu cơ, hợp tác xã đã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè San Tuyết với trên 100 hộ dân, cùng vùng nguyên liệu đạt trên 80 ha đã được công nhận tiêu chuẩn hữu cơ organic. Có một sự kết hợp rất là nói chung là hoàn hảo ấy, để cho du khách nó lên trải nghiệm vùng du lịch sinh thái, vừa là hái chè vừa là trải nghiệm sao chè, làm chè, để khách biết là sự vất vả của người dân hái chè nó như nào, nó ngon như nào. Kết hợp cái nông nghiệp và du lịch ấy, thì nói chung là nó song song. Thực ra thì hai hướng này thì thực ra là thứ nhất là cái du lịch là người ta đem đến một cái thu nhập cho người dân và người ta biết đến cái sản phẩm của địa phương mình đã. Cái đấy là cái rất mà cái đó cũng là cái nguồn thu nhập cho dân địa phương mình. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tiến hành đánh giá, phân loại được 282 sản phẩm, trong đó có 235 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 45 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh. Hai sản phẩm OCOP đạt 5 sao cấp quốc gia. Do vậy, thúc đẩy nông nghiệp sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Tôi thấy rằng là Hà Giang đã có sẵn những mô hình mà chỉ cần có một số cái điều chỉnh là nó sẽ rất là phù hợp với cái mô hình du lịch nông nghiệp hiện nay. Tất nhiên là trong cái quá trình phát triển này thì cũng cần phải lưu ý một số trong nghiên cứu tôi có đề xuất với du lịch của tỉnh Hà Giang. Thứ nhất đó là về cái chính sách, đang cần phải có những cái chính sách quy định cụ thể để họ giúp cho các cái đơn vị kinh doanh họ đang về du lịch nông nghiệp có cái định hướng chính xác trong cái hoạt động của mình. Năm 2023, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đạt trên 3 triệu lượt người, tăng 32% so với năm 2022 và vượt 20% kế hoạch chỉ tiêu giao. Những con số này đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của ngành du lịch Hà Giang. Do vậy, việc thúc đẩy liên kết phát triển du lịch gắn với nông nghiệp sẽ tạo thành chuỗi giá trị, qua đó làm cho du lịch Hà Giang tiếp tục phát triển bền vững hơn.